Trong những năm qua thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long được xem là một cái nơi mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất của tác động biến đổi khí hậu đối với sản xuất trồng trọt nói chung cũng như là sản xuất cây lúa nói riêng. Trong đó thì việc ngập lũ hoặc là xâm nhập mặn đã tác động mạnh mẽ đến cái việc mà chúng ta bố trí thời vụ cũng như lựa chọn các cái phương thức canh tác phù hợp làm ổn định cái sinh kế cũng như tăng thu nhập cho người dân. Nhưng đồng thời thì đồng bằng sông Cửu Long lại phải có một yếu tố mới, tức là trong sản xuất lúa chúng ta vừa phải thích ứng với đổi khí hậu, vừa phải tạo một cái sinh kế tốt cho người nông dân, nhưng bằng những cái cam kết của chính phủ gần đây thì chúng ta lại phải sản xuất lúa mà giảm phát thải khí nhà kính. Phải nói đây là một cái thách thức kép đối với người dân sản xuất lúa ở một cái đồng bằng trù phú của khu vực sông Mekong này. Cục trồng trọt cùng với lại IRI và tổ chức SICAP trong nhiều năm trước đây là có những cái khảo sát đánh giá, chúng tôi tiến tới xây dựng cái phương pháp tiếp cận đối với lại cái việc mà biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa của đồng bằng sông Cửu Long bằng cách là chúng ta xây dựng một cái bản đồ rủi ro về khí hậu và kế hoạch thích ứng đối với trong sản xuất lúa. Bản đồ rủi ro khí hậu sẽ xác định những cái vùng xâm nhập mặn cũng như ngập lũ và những yếu tố về thời tiết khí tượng có thể tác động tiêu cực đến sản xuất lúa, và sau đó chúng ta xây dựng kế hoạch thích ứng. Trong kế hoạch thích ứng này có thể là chúng ta sẽ bố trí thời vụ lúa né tránh các yếu tố tiêu cực đối với sản xuất lúa, hoặc là chúng ta chuyển đổi cái cơ cấu cái cây trồng cho phù hợp, hoặc là chúng ta sẽ chuyển đổi cơ cấu giống lúa có tính chịu đựng cao hơn đối với xâm nhập mặn hoặc là ngập lũ và tạo cho cái sức sống của cây trồng nó tốt hơn và né tránh được những điều kiện bất lợi. Và hiện nay chúng ta đã tạo được một cái sự thành công lớn trong cái việc mà chúng ta thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng sông Cửu Long. Vì thế rằng là cũng cục trồng trọt, chúng tôi cùng với lại IRI thực hiện cái chương trình đó là chương trình RIMORE. RIMORE tức là một cái hình thức mà chúng ta có thể kiểm soát được và đánh giá được các cái tiến bộ kỹ thuật, các cái yếu tố kỹ thuật được thực hiện ở trong cái vụ lúa sản xuất. Có thể là 1,5 giảm, có thể là bằng sử dụng các cái giống lúa có tính thích ứng khác nhau, hoặc là có thể chúng ta biết được những cái diễn biến của khí tượng, của thủy văn. Và đồng thời cái công cụ RIMORE này chúng ta cũng đưa ra được những cái tiêu chí để mà chúng ta có thể tính toán được các chúng ta canh tác lúa thì nó sẽ phát thải khí nhà kính là bao nhiêu. Chúng tôi gọi đó là cái NAV trong cái việc và sản xuất lúa. Và cục trồng trọt cũng như là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp và cùng với AMD đã tổ chức rất nhiều các cái chương trình, trong đó thì có như chúng tôi đã trình bày là có bản đồ rủi ro khí hậu, chúng tôi gọi đó là CS Map, cho đến chương trình RIMORE, và sau này là có thể có những chương trình khác thích ứng nữa. Chúng tôi cho rằng những cái hoạt động này thì nó sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho cái người sản xuất, và có thể đây là một cái mô hình mẫu cho cả cái khu vực sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và không làm phát thải khí nhà kính như là cái mà chúng ta mong muốn cũng như là những cái cam kết của chính phủ Việt Nam. Và chúng tôi mong rằng AMD sẽ cung cấp một cái nền tảng tích hợp với các cái công nghệ của CGIAR tại Việt Nam như chúng tôi đã nói, và chúng tôi cũng đang nỗ lực để cùng liên kết với lại các cái công nghệ như là chúng tôi đã trình bày ở trên để có thể đưa ra được những giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh. Và những can thiệp này bao gồm cả những cái việc mà chúng ta xử lý rơm rạ, có thể di chuyển rơm đi khỏi đồng ruộng, có thể ủ rơm để tạo ra một cái sản phẩm mới, chúng ta gọi nó là cái nông nghiệp tuần hoàn, và nó phù hợp với cái xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay đang góp phần đạt được những cái mục tiêu trong kế hoạch mà phát triển chung về bền vững của đồng bằng sông Cửu Long cũng như của Việt Nam trong sản xuất trồng trọt và sản xuất lúa đến năm 2030.